và chúng ta sẽ ấn nó vào đó một cái thì nó sẽ có hai cái mũi tên nhá. Thì các bạn điều chỉnh theo cái nhiệt độ đặt. Thì thông thường mình hay thấy các chi lô họ đây đặt là từ khoảng 7 độ. Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn về cái cách mà chúng ta đặt nhiệt độ cho một con chiller. Thì nói qua về con chiller này thì đây là cái dòng model của nó này. Đây là cái loại mà RTAC170D. Đấy, cái model của nó các bạn nha. Đấy, nó model rất dài. RTAC170D UKOHNAFNL1TI, nói chung là rất dài. Thì các bạn có thể đấy nhìn ở trên cái nameplate của nó thì các bạn thấy được cái model của nó rất dài. Không hiểu thằng này nó làm kiểu gì nhưng mà nó rất dài. Đấy, thì một số cái tham số chạy của nó như này. Đấy, trên này các bạn thấy dòng rồi điện áp rồi ga thì nó sử dụng 134 các bạn nhé. Với 215 lbs. À, đâu nó rơi vào khoảng độ hơn 90 cân ấy. Và dầu nó khoảng 1,5 gallon. Thì các cái đơn vị đổi này thì chúng ta có thể đổi dễ dàng ở trên mạng. Thì trên nameplate này thì nó có một cái đó là các cái tài liệu các bạn này. Đây các bạn nhìn thấy thì nó sẽ có cái Installation Operation Maintenance Manual, thì nó là cái tài liệu hướng dẫn vận hành đấy và bảo trì đúng không ạ. Thì nó là đấy, RTACSUVX01E-N. Thì các bạn có thể tra cái tài liệu này trên mạng, trên các cái trang của trên ấy. Và cái wiring book, tức là cái sơ đồ dây, thì ở đây các bạn đó, thì nó có đây nhá. Các bạn có thể lấy cái này tra để mà tìm các cái tài liệu của nó để phục vụ cho công tác vận hành và bảo dưỡng, cũng như là có thể sửa chữa cái chiller này. Đấy, cái áp suất đây các bạn nhìn này, áp suất design pressure đó. Thì đó là một vài cái tham số cơ bản của nó là như vậy đó. Thì đấy là các cái tham số nhá. Và cái chương trình chính của chúng ta hôm nay thì tôi dẫn các bạn đó chính là cài đặt nhiệt độ làm việc của chiller này đó. Thì đây các bạn, để cài đặt nó thì chúng ta sẽ có một cái màn hình ở đây. Đấy, các bạn nhìn thấy cái màn hình không đó. Thì đối với cái dòng này này thì nó là cái dạng màn hình cảm ứng này các bạn nhé. Cảm ứng này chắc là không phải điện rung đâu. Cái này ấn ở nó là màn hình cảm ứng. Cái đời nó cũng sâu rồi, không rõ như thì để mà cài đặt được các cái tham số ở trên này này thì chúng ta cũng không quan tâm nhiều các cái tham số khác nhá, mà chủ yếu chúng ta quan tâm đến những cái mà chúng ta đặt thôi. Thì đối với chiller này nhá, thì nó có một cái tab ở trên này này. Các bạn di chuyển qua các cái tab ở trên này bằng cách là ấn này. Ấn thì nó sẽ vào các cái tab đó, thì các cái nội dung của tab thì nó ở bên dưới đó. Thì chúng ta quan tâm đến một cái tab mà để cài đặt cho nó chạy ấy, thì các bạn quan tâm đến set point nhá. Đấy, và cái tham số để chạy để cài đặt ấy thì đó chính là nó có hai cái tham số này. Đấy, là chủ yếu nhá, ba cái tham số để mà chạy. Thì mình sẽ nói qua về ba cái tham số này. Các bạn vào set point nhá. Đó, và trên set point này này thì nó có cái front panel chillet water set point này này. Đó là cái gì? Đó là cái nhiệt độ mong muốn của chúng ta mà chiller nó chạy khi nó ra là ra cái nhiệt độ này các bạn nhé. Tức là nó sẽ chạy quanh cái nhiệt độ mà đây, chạy quanh cái nhiệt độ này đó. Thì để mà setting được nó thì các bạn kích vào đó. Như đầu tiên nhá, các bạn vào là set point này, đó, các bạn kích vào cái front panel này. À, các bạn thấy chưa? Ventilator panel chillet water set point nhá. Và chúng ta sẽ ấn nó vào đó một cái thì nó sẽ có hai cái mũi tên nhá. Thì các bạn điều chỉnh theo cái nhiệt độ đặt. Thì thông thường mình hay thấy các chiller họ đây đặt là từ khoảng 7 độ. Vào 7 độ. À quên, xin lỗi, ra 7 độ và nước vào là khoảng 11 độ, tức là chênh nhau khoảng 4 độ. Thì cái
Chiller cái điểm xét này này, cái front panel chillit water set point này, thì các bạn điều chỉnh nó về cái nhiệt độ mà chúng ta đặt. Đấy, thì điều chỉnh xong chúng ta dùng mũi tên lên hoặc xuống nhá. Ví dụ mình muốn đặt là 7 độ đúng không, đặt ví dụ 8 độ chẳng hạn, hoặc là 7 độ, thì khi mà chúng ta chọn xong chúng ta ấn vào enter. Đấy, thì nhiệt độ đã được đặt nhá. Cái này thì quá đơn giản rồi, dễ như là ăn cháo thôi. Đấy, thì mình sẽ đặt lại cái mức 7 độ theo chuẩn của nó này. Đó, thì ở đây nó đặt 7 độ nhé, nước ra 7 độ và nước vào là 11 độ. Đó, chúng ta nhấn back lại. Sau khi nhấn back lại thì lại trở về cái trang này, thì cái tham số thứ hai để mà chạy, cài đặt cho nó chạy, đó chính là cái tham số start này, differential to start. Thì đây là cái tham số mà chúng ta đặt này, là để nó khởi động lại chiller. Có nghĩa là cái mức đặt là 7 độ nhá, thì các bạn muốn mà khi mà nước vào của nó là 8 độ nó chạy, thì chúng ta đặt là 1 độ. Thì thông thường ở đây ấy, thì mình thấy người ta hay đặt là khoảng 3 độ. Đấy, con này không biết sao nó lại đặt thấp thế này, nhưng mà thường người ta sẽ đặt là 3 độ các bạn nhá. Là ví dụ như 7 độ với 3 độ là 10 độ. Có nghĩa là cứ nước ra, nước mà đầu vào của chiller 10 độ thì nó bắt đầu là gọi chiller chạy. Và một cái tham số thứ ba mà chúng ta cũng cần chú ý, cần phải đặt ấy, đó chính là cái different to stop nhá. Có nghĩa là dừng chiller ở cái điểm nào. Thì đây nó không phải là cái nhiệt độ mà dừng nó nha các bạn nhá, mà nó là cái chênh lệch nhiệt độ để bắt đầu dừng. Đó, thì cái different to stop này thì thường người ta để khoảng 0,5 đến 1 độ. Để làm gì? Để mà khi cái nhiệt độ của chiller này nó xuống, ví dụ các bạn đặt 7 độ nhá. Đây các bạn bật 7 độ đúng không? Các bạn đặt 7 độ. Mà cái different stop này mình đặt 1 độ đi, thì có nghĩa là cái chiller này xuống 6 độ khi nhiệt độ nước ra nhá. Nước ra đã làm lạnh rồi nó xuống 6 độ thì cái chiller này nó dừng toàn bộ, tức là dừng nhá các bạn, không chạy nữa. Và khi nó nước vào mà chênh 3 độ so với đặt thì nó lại bắt đầu chạy. Đó là hai cái tham số này, đấy là ý nghĩa của nó. Thì cái tham số này này, stop này, thường người ta đặt là 0,5 đến 1 độ các bạn nhá. Thì đặt 1 độ. Đó, thì đấy là ba cái tham số mà các bạn sẽ cài đặt nhiệt độ nước vào ra để cho nó chạy đối với cái dòng chiller là RTAC này 170D này. Đấy, thì cái dòng này là dòng giải nhiệt gió các bạn nhé. Dòng giải nhiệt gió mà nó có tận là 12 cái quạt, mỗi bên 6 cái. Đấy, thì 12 cái quạt thì nó có hai cái quạt chạy biến tần, tức là chạy inverter đấy, còn lại thì nó chạy bằng công tơ thôi. Thì khi mà cái nhiệt độ dàn nó lớn quá thì nó mới bắt đầu gọi đến những quạt và inverter, nó điều chỉnh tốc độ, thế còn lại thì nó chạy bằng công tơ. Đó, thì nó cũng tương đối là tối ưu. Thì cài đặt nhiệt độ cho chiller chạy thì thường là người ta cài những cái tham số như vậy các bạn nhá. Còn các cái tham số khác thì tất nhiên là nó cũng có nhiều những cái tham số cần phải cài đặt, nhưng mà đấy là để chạy vận hành ổn định cho một cái chiller giải nhiệt gió. Thì cái dòng này thì đấy là các cái tham số mà chúng ta cần phải cài đặt. Đấy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.